hơn 13.000 sự cố tấn công mạng trong năm 2017. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018 đã có thêm 6.000 đợt tấn công mới. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bí mật kinh doanh của đơn vị bạn bị lộ ra ngoài và cái đơn vị đối thủ họ nắm được? Hành vi sao chép phần mềm máy tính không chỉ bị phạt tiền mà còn có thể bị xử lý hình sự, phạt tù đến 3 năm. Vậy thì bản quyền là gì? Mình tìm được một thông tin trên Google, có thấy nó rất là khá là hay và sát nghĩa với từ bản quyền, nên là mình muốn chia sẻ với anh em. Bản quyền chính là định nghĩa như sau là: ở nhiều quốc gia, khi một người tạo tác phẩm gốc cố định trong một phương tiện vật lý, họ nghiễm nhiên sử dụng sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó. Là chủ sở hữu bản quyền, họ có độc quyền sử dụng tác phẩm đó. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ chủ sở hữu bản quyền mới có thể cho phép người khác sử dụng tác phẩm của họ. Định nghĩa theo lý thuyết thì là như vậy. Còn loại tác phẩm nào được bảo vệ bản quyền? Thứ nhất, loại tác phẩm được bảo vệ bản quyền là tác phẩm nghe nhìn, chẳng hạn như cái chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến. Thứ hai là bản ghi âm và sáng tác nhạc. Thứ ba là các tác phẩm viết, chẳng hạn như các bài giảng, bài báo, sách và bản soạn nhạc. Tác phẩm hình ảnh, chẳng hạn như bức tranh, áp phích và quảng cáo. Tiếp theo là các trò chơi điện tử và phần mềm máy tính. Đối với anh em kỹ thuật thì sử dụng phần mềm thì nó thuộc lĩnh vực phần mềm máy tính. Tiếp theo là tác phẩm kịch, chẳng hạn như vở kịch và nhạc kịch. Anh em chú ý là các ý tưởng, dữ kiện và quy trình không được bảo vệ bản quyền. Theo luật bản quyền, để hội đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền, một tác phẩm phải có tính sáng tạo và phải được cố định trong một phương tiện hữu hình. Tên và tiêu đề thì không được bảo vệ bản quyền. Tình hình bản quyền trên thế giới anh em có biết là như thế nào không? Nước nào sử dụng phần mềm lậu nhiều nhất trên thế giới? Trung Quốc năm 2003 hầu như là gần 100% sử dụng phần mềm lậu vi phạm bản quyền. Nhưng hiện nay chỉ có khoảng 60% là phần mềm lậu. Việt Nam chúng ta thì sao? Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, tỷ lệ phần mềm vi phạm là 57%, Thái Lan chiếm 66%, Indonesia chiếm hơn 80%. So với trung bình trên thế giới 37% phần mềm không bản quyền. Tức là trên thế giới, trung bình trên thế giới thì có 37% phần mềm là không có bản quyền. Tỷ lệ phần mềm bản quyền tại Việt Nam vẫn còn cao. Dù vậy, Việt Nam đang có tiến triển trong vấn đề này, đã giảm xuống còn 74% so với 78% năm 2015. Năm 2000, tỷ lệ phần mềm vi phạm tại Việt Nam lên tới hơn 90%. Hơn 90% là so với Trung Quốc thì Trung Quốc năm 2003. 2003 Trung Quốc gần là 100%, của Việt Nam chúng ta đến năm trước đó 3 năm, tức là năm 2000 chúng ta sẽ có hơn 90% sử dụng phần mềm không có bản quyền. Vậy thì tại sao không dùng bản quyền? Hay là câu hỏi này có nghĩa tương đương là sử dụng phần mềm không có bản quyền thì có lợi ích gì? Thứ nhất là dùng bản quyền thì phải mất phí, và phí mất thường rất là lớn nếu mà dùng phần mềm kỹ thuật. Ví dụ như Progenier, NX hay là phần mềm mô phỏng NX thì phí của nó lên có thể chi phí đến tới vài tỷ đồng VND trên một máy. Phần mềm bản quyền và không bản quyền thì nó không khác gì nhau, như là các dữ liệu thiết kế, chất lượng sản phẩm sau khi gia công, thao tác phần mềm hay quản lý dữ liệu. Một số công ty, một số sản phẩm, mục đích gia công của một số công ty nhỏ, ví dụ thiết kế một chi tiết đổ gá thì chúng ta có thể vẽ trên hoặc thuê sinh viên ngoài vẽ chi tiết đổ gá đó và cũng lập trình gia công bình thường cho nên máy CNC chạy phay ra chất lượng vẫn tốt tuyệt, hầu như không khác gì so với phần mềm có bản quyền cả. Và điểm thứ ba là có thể dùng được version mới nhất mà không cần tốn tiền. Đấy, đây là cái mà anh em rất là khoái. Nếu một máy tính dùng tất cả các phần mềm có bản quyền thì chi phí là bao nhiêu. Tôi muốn có NX để vẽ, một bộ Office xịn để trải nghiệm hay game cực khủng để cài cho máy tính khủng. Số tiền chi ra rất là lớn phải không? Anh em có thử tính xem một phần mềm có bản quyền nó bao tiền. Mà máy tính chúng ta thì anh em học kỹ thuật thì hầu như là cài rất nhiều phần mềm, và đa số là những phần mềm rất là nặng. Nước ta hay chính bản thân chúng ta còn nghèo, cái gì cũng dùng bản quyền thì phải hy sinh rất nhiều thứ, nhiều thú vui khác. Dùng phần mềm lậu thì có hại gì? Có nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm trái phép dẫn đến nguy cơ bị tấn công mạng nhiều hơn, mất dữ liệu, mất danh tiếng, và cùng với đó nguy cơ đối diện với các vấn đề về pháp lý. Bản thân các đơn vị sở hữu bản quyền cũng có thể kiện công ty vi phạm. Trên bình diện quốc gia, nước nào có tỷ lệ sử dụng phần mềm lậu cao thì càng thu hút các cuộc tấn công mạng. Tiếp theo là chúng ta khi dùng phần mềm lậu thì đương nhiên phải không thể tránh khỏi về luật pháp. Tiếp theo là phần mềm lậu crack thì không có đầy đủ các chức năng, độ chính xác không được đảm bảo. Ví dụ như là gia công một cái chi tiết trụ tròn, độ chính xác là 1/1000. Mình đã sử dụng phần mềm WNC. Một là phần mềm WNC có license, hai là dùng bản WNC correct. Đấy, khi mà gia công cái chi tiết trụ tròn phi 6, độ chính xác là 1/1000. Thì nếu mà sử dụng phần mềm correct, anh em mà lập chương trình gia công thì máy CNC vẫn chạy bình thường, nhưng mà khi đo kết quả nó sẽ lệch, không biên dạng sẽ không được tròn độ chính xác 1000 như là dùng một phần mềm WNC có bản quyền. Tiếp theo, tác hại của sử dụng phần mềm lậu là khi mất dữ liệu thì không được đền bù. Cái này anh em phải chấp nhận thôi. Đã dùng lậu mà còn được đền bù nữa thì ai chi trả cho cái khoản mà đền bù đó. Tiếp theo, đặc biệt là mang danh tiếng là kẻ ăn trộm, không tôn trọng quyền tác giả, mà sản phẩm của chúng ta làm ra mà cũng bị người khác đánh cắp, đương nhiên là chẳng ai muốn cả. Một số kiểu bẻ khóa phần mềm thông dụng đó là: thứ nhất là crack, bẻ khóa bản quyền. Thông thường anh em sẽ phải chép đè file crack này vào trong thư mục cài đặt của phần mềm đó. Thứ hai là bản patch, hay còn gọi là bản vá, nó cũng tương tự với bản crack. Thứ ba là bản keygen, dùng một chương trình do cracker viết để tạo key đăng ký bản quyền theo tên. Cách này thì nó có vẻ an toàn hơn so với sử dụng crack và bản patch. Thứ tư là serial, được tạo ra từ một chuỗi chữ và số. Nó cũng tương tự như keygen nhưng mà là được tạo sẵn, tức là file cài đặt sẽ có sẵn serial gồm có tên và dãy số. Thứ năm là rec file, tức là một file có đuôi .rec. Khi chạy file rec này thì các khóa trong rec array sẽ tự động thay đổi theo thông tin có trong file rec đó. Và cuối cùng là một kiểu nữa là child reset lại số ngày sử dụng thử phần mềm. Ví dụ như một phần mềm diệt virus chẳng hạn, nhà phát hành phần mềm antivirus thông thường họ sẽ cho sử dụng 30 ngày dùng thử miễn phí. Sau 30 ngày thì bạn sẽ không thể dùng được nữa. Child reset sẽ giúp bạn reset lại số ngày sử dụng thử phần mềm đó một cách nhanh chóng. Đấy là những kiến thức ít ỏi mà mình biết, mình chia sẻ cho anh em, giúp anh em có một kiến thức nhất định nào đó về bản quyền nói chung và bản quyền của phần mềm kỹ thuật nói riêng, giúp anh em hiểu hơn. Và nếu có nhu cầu sử dụng bản quyền thì anh em cũng nên cân nhắc. Những chia sẻ của mình cho anh em, nếu mà có vấn đề gì sai sót mong anh em comment bên dưới nha. Cảm ơn anh em.